Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thức setup một phòng ảnh để chụp ảnh sản phẩm.
lắp sau một cái phòng chụp để chụp ảnh sản phẩm. Như các bạn thấy thì cũng khá là đơn giản đúng không? Thì chúng ta có thể lựa chọn cái cách bố trí làm sao cho nó phù hợp với cái sản phẩm mà chúng ta chụp và phù hợp với cái mức giá tiền để chúng ta đầu tư một cái phòng chụp ảnh. Xin hẹn gặp các bạn vào các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.